Xin chào tất cả các bạn. Game ơi, chúng mình đã dậy chưa nào? Các bạn ơi, hiện tại chị đang có mặt ở đây rồi. Các bạn hãy mau chóng vào học cùng với chị nhé. Bạn nào đã dậy rồi thì mau chóng vào học để có thể điểm danh buổi học số 2 cùng với chị nào. Xin chào các em. Có những bạn nào đã có mặt ở đây rồi nhỉ? Bạn nào vào học rồi thì gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận luôn. Ok không? Xin chào các em. Rồi, xin chào các bạn. Rất là đông đúng không? Chị đã thấy có rất nhiều bạn vào học rồi này. Rồi, chào mừng các em đến với buổi học số 2 ở trong khóa học miễn phí này. Trước tiên thì cùng với chị đợi thêm một ít phút để những bạn nào chúng ta vừa mới ngủ dậy đó, tỉnh táo hơn rồi thì chúng mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhá. Và các em hãy bình luận ở dưới phần bình luận để chị biết được là có những bạn nào vào học rồi nào. Ok, xin chào các bạn. Hôm qua thì chị thấy là có nhiều bạn có hỏi đấy là không tìm được cái buổi học đầu tiên ý. Thì buổi học đầu tiên, không có buổi học nào là chị giữ lại cả. Buổi học đầu tiên thì chị cũng xóa đi mất rồi. Thế nên là chỉ có một cách duy nhất để chúng ta xem được những buổi học thôi. Đấy là vào học trực tiếp. Đồng ý với chị không? Chỉ có một cách duy nhất như thế thôi. Đó. Rồi, xin chào Hà. Xin chào Đan Đan. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn những lời chúc của các em. Chị cũng chúc cho chúng mình có một ngày mới thật là vui vẻ này. Và đặc biệt là học tập thật là hiệu quả nhé. Để xem là hôm nay đã có những chiến binh nào vẫn tiếp tục chăm chỉ nào. Ok, xin chào Ánh Hồng, xin chào Quỳnh, xin chào Thư. Rồi, chị thấy cả Nhung Nhung này, Vi Nguyễn, Ngọc Khánh, Phượng Nguyễn nữa. Rồi, xin chào các em. Các bạn ơi, hôm qua thì chúng mình đã cùng với nhau lắng nghe và ôn tập lại nội dung của ba câu đầu tiên ở trong một cái đoạn thơ rất trọng tâm của bài thơ Nói Với Con đúng không? Thì chị có hẹn với chúng mình là những phần còn lại thì chị sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở trong buổi ngày hôm nay. Các bạn đồng ý không nào? Đó, thế nhưng mà chị cũng nhận được những cái phản hồi của các bạn về việc là bài thơ Nói Với Con thì chúng mình lại được giảm tải. Thế thì những bạn chúng ta đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, cho chị khảo sát một chút xíu nhé, là chúng mình muốn tiếp tục ôn tập về đoạn thơ ở trong bài thơ Nói Với Con này, hay là chúng mình muốn chuyển sang một bài thơ khác đây? Chúng mình muốn tiếp tục ôn tập những đoạn thơ, những câu thơ còn lại ở trong đoạn này, hay là chúng mình chuyển sang ôn tập bài thơ Sang Thu nhỉ? Ok không nào? Đấy, thế thì các bạn cho chị khảo sát một chút xíu nhé. Ý kiến của các em như thế nào thì các em hãy bình luận giúp cho chị. Không, ở đây thì chị khi mà vào học thì chị sẽ đợi khoảng một ít phút. Thế nên là nếu như bạn nào không nhận được thông báo của nhóm ấy, thì các em cứ chủ động đúng giờ đấy chúng mình vào trong nhóm là sẽ thấy phần phát trực tiếp của chị thôi. Chỉ có duy nhất một phần phát trực tiếp mà, đúng không? Đấy, thế nên là khi mà các em không nhận được thông báo thì đến giờ các em cứ chủ động vào trong nhóm nhé. Ôn tập tiếp, đúng không? Có rất nhiều bạn đưa ra ý kiến là ôn tập tiếp này. Rồi, cũng có những bạn thì là ôn bài thơ Sang Thu đi ạ. Chỗ em không bị giảm tải Nói Với Con. Bên em Nói Với Con không giảm tải ạ. Ok, rồi, chị thấy có nhiều ý kiến là học tiếp là nhiều hơn đúng không? Thế thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập những cái câu thơ còn lại trong bài thơ Nói Với Con nhé. Thế nhưng mà bạn bè của các em đâu hết rồi? Các bạn có rủ bạn bè cùng tham gia vào trong chiến dịch này không đấy? Tăng bạn bè của mình vào nào. Rồi, chưa gì mà tinh thần học đã chỉ còn có một nửa so với ngày hôm qua thôi. Là nguy hiểm đấy. Ok chưa ạ? Nào, nếu mà chúng mình có bạn bè thì hãy mau chóng tăng bạn bè vào học ở trong buổi hôm nay. Bởi vì chính ra buổi hôm nay nội dung nó còn nhiều hơn buổi hôm trước. Các bạn đã nhận được tài liệu buổi 1 chưa? Chị có đăng phần tài liệu đó ở trong nhóm lớp mình với những phần hình ảnh. Đó chính là một cái đoạn văn phân tích toàn bộ những câu thơ này đấy. Rồi, thế thì trong lúc mà chúng ta đợi bạn bè của mình vào học đông đủ thì chị sẽ chỉ ra những cái đoạn đặc sắc của cái đoạn văn đó. Ok chưa ạ? Nhá, chị sẽ chỉ ra những cái phần diễn đạt đặc sắc của đoạn văn đó để các em có thể ghi lại và chúng mình học tập từ cách diễn đạt đấy luôn. Ở đây thì đề bài đưa ra là viết một đoạn văn theo cách lập luận diễn dịch
Tức nghĩa là câu chủ đề thì sẽ nằm ở đầu đoạn, đúng không? Và cuối đoạn thì không có tổng kết lại vấn đề. Vấn đề nghị luận đó chính là những cái đức tính cao đẹp của người đồng mình và mong muốn của người cha đối với con. Đấy, có hai cái nội dung như thế, được không nào? Thứ nhất là những đức tính cao đẹp của người đồng mình. Thứ hai là mong muốn của người cha đối với con được thể hiện trong cái đoạn thơ này. Đúng không? Thế thì đoạn văn đó được viết như thế nào? Đoạn thơ trích trong bài thơ Nói với con của tác giả Y Phương đã rất thành công trong việc ca ngợi phẩm chất của người đồng mình và bày tỏ những mong muốn của người cha đặt để nơi con. Đó, câu chủ đề. Một câu chủ đề thôi, đúng không ạ? Một câu được đặt ở đầu đoạn luôn, đảm bảo đấy là đoạn văn diễn dịch nhé. Sau đó này, thì sẽ triển khai ý nghĩa của từ người đồng mình. Như chị có nói đấy, là nếu chúng ta phân tích riêng cái đoạn thơ này không ấy, thì các bạn cần phải triển khai được ý nghĩa của người đồng mình. Đúng không ạ? Thì người đồng mình là cha mẹ, những người thân thích, là đồng bào, là người cùng quê hương. Ba tiếng người đồng mình chân chất, mộc mạc mà sâu sắc quá. Một cách gọi rất thân thương, trìu mến, một cách gọi rất Y Phương. Các bạn đã từng bao giờ là nghe cái cách diễn đạt như vậy chưa? Tức nghĩa là lấy chính tên của tác giả để gọi cho phong cách của tác giả. Được không ạ? Nhá, một cách gọi rất Y Phương. Ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là cái ba cái tiếng người đồng mình này này, nó mang đậm cái phong cách thơ của Y Phương, mang đậm cái chất, cái ngôn ngữ mà Y Phương sử dụng. Được không ạ? Thế nên là chị mới gọi là gì? Là ba tiếng ấy chân chất, mộc mạc mà sâu sắc quá. Một cách gọi rất thân thương, trìu mến, một cách gọi rất Y Phương. Đấy, đấy nhá, được không? Đó là việc triển khai ý nghĩa người đồng mình này. Ý tiếp theo, và lời tâm sự của người cha ấy cứ dần mở ra những phẩm chất cao đẹp của người đồng mình. Đấy, bắt đầu nêu ra nhá. Trước tiên là vẻ đẹp đến từ sự bền bỉ, biết lo toan và có ước mơ ý chí. Đó là những con người nhẫn nại, bền lòng, tâm hồn và ý chí được định lượng bởi chiều kích lớn lao. Đây, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn đây ạ. Hình dung ra không? Đây, ở đây thì là gì? Ý chí này, đúng không ạ? Ý chí được định lượng bởi những chiều kích lớn lao. Các bạn học tập những cái từ ngữ đó nhé. Họ có lối sống thủy chung, ân nghĩa, lạc quan, chấp nhận khó khăn, vươn lên bằng bản lĩnh, sống trên đá, không chê đá ngập gành, sống trong thung, không chê thung nghèo đói. Điệp từ không chê vang lên đã nhấn mạnh tấm lòng thủy chung, gắn bó với quê hương của người đồng mình, như một lời cam kết đầy tự hào và cũng đầy kiêu hãnh của những con người sinh ra từ mạch nước của rừng và ý chí của đá. Đấy, các bạn hình dung ra không ạ? Để thay thế cho cụm từ người đồng mình, thì các bạn có thể gọi đó là những người con được sinh ra từ mạch nước của rừng và ý chí của đá. Đấy, các em hình dung ra không? Nhá, đó, có rất nhiều các cách diễn đạt. Và từ việc đọc những cái phần văn mẫu như thế thì các bạn phải biết chắt lọc ra được để chúng mình học hỏi, để chúng mình có thể đưa vào trong bài văn của mình. Chứ chúng mình không phải là đọc xong rồi để đó, đúng không? Đấy, như vậy là chị cũng đã bắt đầu chuyển sang ý tiếp theo rồi đấy. Thì đây, chúng ta tiếp tục ôn tập về ý tiếp theo ở trong đoạn thơ này nhá. Chúng ta có cái phẩm chất thứ hai của người đồng mình. Rồi, ok. Ở đây thì chị muốn là luôn luôn có thơ ở bên cạnh. Thế nên là chị có một tờ giấy ở đây. Để như thế nào cho nó đỡ bị... Rồi, ok, đây. Nào, chúng ta sẽ có 3 câu tiếp theo. Đây, 3 câu tiếp theo. Thì ở đây bởi vì chúng mình đang đi phân tích những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình, thế nên 3 câu tiếp theo sẽ gọi tên cho một cái phẩm chất tiếp. Là phẩm chất thứ hai đấy. Thế thì đó là phẩm chất gì ạ? Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá, không chê đá gập ghềnh, sống trong thung, không chê thung nghèo đói. Nếu như các bạn không muốn phân tích theo cách diễn dịch hoặc tổng phân hợp, tức nghĩa là nêu ra nội dung của ba câu đó, sau rồi đi vào phân tích chi tiết, mà chúng mình muốn phân tích sau đó mới nêu ra nội dung, thì đây, chúng mình có thể đi từ từng những cái hình ảnh như sau nhá. Đầu tiên này, dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Bộc lộ cái mong muốn, cái khát vọng mãnh liệt của người cha, đúng không? Và câu thơ được thêm vào
Đấy, câu thơ được thêm vào nó đem đến một giọng điệu là lời nhắn nhủ, là lời tâm tình, khiến cho mạch thơ trở nên mềm mại hơn. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng đoạn đoạn thơ này là cái đoạn thơ mang tính răn dạy, mang tính giáo huấn. Thế nên nó rất dễ bị rơi vào cái tình trạng là khô khan đấy các bạn ạ. Đúng không ạ? Nó rất dễ bị rơi vào cái tình trạng là khô khan. Thế nhưng mà bằng cái cách đan cài vào đó những cái câu thơ, những cái cách xưng hô thân mật giữa cha và con, thì đoạn thơ này lại trở nên gần gũi vô cùng. Thì cứ đến có một cái câu thơ nào đó có cái cách xưng hô như vậy thì các bạn nhớ nhé, nhớ bình luận để thấy được đó là một cái sự đan cài rất khéo léo của Y Phương để giúp cho một đoạn thơ vốn mang tính răn dạy, mang tính giáo huấn, sợ rằng nó sẽ khô khan nhưng mà bây giờ nó lại trở nên mềm mại, gần gũi và rất mộc mạc. Đúng không ạ? Đấy là điều đầu tiên. Điều tiếp theo này, chúng ta có gì ạ? À, sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói. Chúng ta thấy là có biện pháp điệp đã. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là có biện pháp điệp cấu trúc. Là sống trên đá hoặc sống trong thung thì không chê, đúng không? Đặc biệt là cách mà nhà văn nhấn mạnh cái chữ không chê. Có tác dụng là gì? Có tác dụng là nhấn mạnh. Một thái độ sống. Đúng không các em? Nhấn mạnh một thái độ sống, đó là thái độ gì? Thái độ không chê đá gập ghềnh, thái độ không chê thung nghèo đói. Hay nói cách khác, đó chính là tình cảm thủy chung nhá. Nhấn mạnh một thái độ sống, nhấn mạnh cái sự thủy chung gắn bó cùng với quê hương. Tiếp tục là cách mà nhà văn sử dụng, à tiếp tục là cách mà nhà thơ sử dụng lối nói hình ảnh khi mà mượn hình ảnh đá và thung. Đúng không ạ? Vừa là những hình ảnh của không gian tự nhiên, quen thuộc của người đồng mình, nhưng cũng vừa mang ý nghĩa ẩn dụ cho cái gì ạ? À, cho những khó khăn, cho một hoàn cảnh sống đói nghèo, vất vả. Đấy, thế nhưng giữa cái hoàn cảnh ấy thì làm sao ạ? Thái độ của người đồng mình vang lên, được nhấn mạnh với điệp từ không chê đầy ngạo nghễ. Đúng không? Thái độ sống của người đồng mình giữa cái không gian sống còn nhiều khó khăn, đói nghèo, vất vả đó thì lại là thái độ không chê. Rất cương quyết. Đấy, hay như cách diễn đạt ở trong đoạn văn mà chị vừa nêu cho các em ấy. Nó, đây, chị đọc cho chúng mình nhá. Câu thơ, đây, đoạn này. Điệp từ không chê. Điệp từ không chê vang lên đã nhấn mạnh tấm lòng thủy chung gắn bó với quê hương của người đồng mình, như một lời cam kết đầy tự hào và cũng đầy kiêu hãnh của những người con sinh ra từ mạch nước của rừng và ý chí của đá. Một lời cam kết. Đầy tự hào và kiêu hãnh. Của những người con. Đúng không ạ? Nhá, một lời cam kết đầy tự hào và cũng đầy kiêu hãnh của những người con sinh ra từ mạch nước của rừng. Và ý chí của đá. Ok chưa? Các bạn ơi, đến đây thì các em có hiểu không? Các bạn có hiểu nội dung này không nào? Phản hồi cho chị biết ở dưới phần bình luận nhé. Chị mong sao là đến buổi hôm nay thì bên cạnh việc các bạn tiếp thu kiến thức, các bạn còn có thêm cho mình cái kỹ năng khi chúng ta đọc và tham khảo văn mẫu nữa nhé. Là chắt lọc ra để áp dụng được vào trong bài văn của mình nữa. Thì các bạn có hiểu không nào?
Ok chưa? Rồi, à, bạn Huỳnh Tiên hiểu rồi này. Ừ, Thúy Vi ổn rồi đúng không? Ok, rồi, chị thấy phản hồi của Dương Hà rồi. Em đọc luôn rồi ạ. Đó nhá, các bạn cố gắng đưa thêm được cái hình ảnh này. Bởi vì cái hình ảnh này chị rất là tâm đắc đấy. Bởi vì chị thấy là khi mà chúng mình viết đoạn này nhá, rất hay bị lặp cái từ người đồng mình. Thế là bắt đầu đặt ra cái băn khoăn là có làm cách nào để mà thay thế được cái cụm từ ấy hay không? Ừ, người đồng mình hoặc là dùng là con người quê hương. Và đây, những người con sinh ra từ mạch nước của rừng và ý chí của đá, nó cũng rất phù hợp để nói về cái sự gắn bó thủy chung ở trong đoạn thơ này. Nhưng chưa hết nhé các bạn ơi, nếu như chúng mình muốn trọng tâm phân tích ba câu này, tức nghĩa là muốn tạo điểm nhấn trong bài viết của mình, là bài viết này thì có rất nhiều phần để phân tích đúng không ạ, thì các bạn muốn trọng tâm vào cái phần này chẳng hạn, thì vẫn còn một bước nữa đấy, là chúng ta đặt những vần thơ này vào trong hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Đồng ý với chị không? Để làm gì? Để chúng ta thấy là không phải tự nhiên mà tác giả lại có thêm một cái câu thơ bộc lộ mong muốn của người cha ở đây. Đúng không ạ? Chúng ta thấy những cái phẩm chất khác thì đều là cha liệt kê ra thôi. Đó, cha nêu ra thôi. Nhưng đến phẩm chất này thì cha có thêm một cái câu nói, có thêm một cái câu văn, à có thêm một cái câu thơ nhấn mạnh cái khát khao mong mỏi của cha. Đó là gì? Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Khi mà đặt để những vần thơ này vào hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, chúng ta sẽ thấy là ấy, bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh mà Y Phương đã phải chứng kiến những cái sự thay đổi, đấy, những cái sự suy đồi trong cái nếp sống văn hóa của con người, và đặc biệt là những con người miền núi. Đã có không ít những người chỉ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, chỉ vì những cái giá trị vật chất mà sẵn sàng ruồng bỏ quê hương. Ruồng bỏ đây không phải là độc có bỏ đi đâu nhá, mà họ không còn chấp nhận cái bản gốc của mình nữa, không còn chấp nhận cái cội nguồn của mình nữa. Đấy, hình dung ra không ạ? Thế nên rằng là cái có lẽ với câu thơ dẫu làm sao thì cha vẫn muốn, thì cái sự gắn bó thủy chung này vẫn luôn luôn là điều trăn trở lớn nhất của nhà thơ Y Phương trong đời sống của người đồng mình đấy. Đúng không ạ? Nhá, muốn nhấn mạnh rằng là dẫu cho có biến thiên như thế nào, dẫu cho hoàn cảnh ngoài kia có nhiều những cái khó khăn hay tác động ra sao, thì bản thân con, đấy, cũng là một người con được sinh ra từ mạch nước của rừng, từ ý chí của đá, thì con phải biết từ hoàn cảnh ấy để mà vươn lên. Đó, nhá, cái thái độ không chê ở đây là nó phải xuất phát từ sự thấu hiểu. Nó phải xuất phát từ sự thấu hiểu cho những vất vả, cho những gian nan để rồi vươn lên. Chứ không phải không chê ở đây là thấy được khó khăn như thế rồi, không chê bằng cách là bỏ đi, không chê bằng cách là ruồng bỏ. Không phải như vậy nhá. Thế thì chúng ta diễn đạt như thế nào để mở rộng ạ? Ừ, đây là một trong những cái cách mở rộng là đi từ việc đặt dẫn chứng vào trong hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Các bạn cũng hãy nghĩ đến cái hướng đấy khi mình muốn phân tích kỹ một câu thơ nào đó nhá. Đó là gì? Chúng ta có thể viết là à, ba câu thơ thể hiện rất rõ sự thủy chung, gắn bó, một nét phẩm chất tốt đẹp của những con người quê hương. Đặc biệt, khi đặt để ba câu thơ này gắn với hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, bạn đọc lại càng thêm thấm thía mong mỏi, đúng không ạ? Càng thêm thấm thía niềm mong mỏi, khát khao, khát vọng của người cha đặt để nơi con. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn. Câu thơ vang lên, nhẹ nhàng, thấm thía, sâu sắc, cho thấy rằng đây có lẽ là cái khát vọng mãnh liệt nhất, có lẽ là niềm mong mỏi lớn lao nhất mà cha đặt để nơi con. Bản thân con cũng là một người con được sinh ra từ mạch nước của rừng, từ ý chí của đá. Thì sau này, dẫu cho có cuộc sống biến thiên thay đổi, dẫu cho có nhiều những cái tác động từ đời sống xung quanh, thì con cũng hãy xuất phát từ việc hiểu được đời sống của người đồng mình còn nhiều khó khăn vất vả để mà từ đó vươn lên, chứ không chọn cách ruồng bỏ, chứ không chọn cách ruồng rẫy chính quê hương gốc gác của mình như biết bao những con người đã bị suy thoái về đạo đức trong xã hội. Hình dung ra chưa ạ? Nào các bạn ơi, đấy, sau rồi chúng ta có thêm một cái câu đánh giá. Quả thực, những vần thơ của Y Phương mang đậm chất hiện thực, đúng không ạ? Và cũng tràn đầy tình cảm. Y Phương đã nhặt những chữ ở đời để góp nên trang như vậy đấy. Đấy, đúng không? Các bạn hình dung ra không? Chúng ta lại đưa thêm một cái câu nhận định nho nhỏ vào đó. Thế là chúng mình đã có một phần phân tích vô cùng chi tiết về ba câu này rồi. Ừ, các bạn có theo kịp không nào?
nhá. Đấy, thế nên là chỉ cần chúng ta muốn thôi thì đều có những cái cách để chúng ta đi sâu phân tích vào một nội dung nào đấy. Và một trong những cái hướng chị gợi ý cho các bạn trong ngày hôm nay, đấy là hãy đặt để dẫn chứng vào hoàn cảnh ra đời của tác phẩm để chúng mình bình luận nhá. Ừ, các bạn đồng ý với chị không nào? Ok chưa? Rồi, nào các bạn ơi, các em có hình dung ra không? Ok, nếu như mà tâm đắc thì phải nhớ nhá, nhớ để mà sử dụng được. Thì chỉ có những bạn mà chúng ta tham gia vào trong khóa học này thì chúng mình mới dùng được thôi mà, đúng không? Đấy, đấy, có nhiều bạn thậm chí là tham gia trong khóa học xong rồi có đọc tài liệu thế nhưng mà lại không biết chắt lọc thì lại cũng không sử dụng được đâu. Nên là nhất thiết các em phải tham gia trực tiếp vào những buổi này nhá. Và chị thì không giữ lại video đâu. Thế nên là các bạn nhớ đấy, hai buổi tiếp theo cũng phải tham gia, nhớ chưa? Ok, rồi. Ừ. Tiếp tục này, tiếp tục chúng ta sẽ có ba câu, à đúng rồi, ba câu tiếp theo. Nếu như các bạn đã nắm được ba câu đó rồi thì bây giờ tiếp tục chúng ta chuyển sang nhá. Đó, chúng ta có ba câu tiếp. Thế chúng mình chuyển ý như thế nào nhỉ? Ừ, chúng mình kết nối như thế nào đây? Đơn giản lắm. Đôi khi ý, khi mà trong cái đoạn của chúng ta có rất nhiều luận điểm thì có những luận điểm chúng ta được kết nối một cách nó cầu kỳ, nó trau chuốt, nhưng cũng có những luận điểm chúng ta kết nối một cách đơn giản thôi, dùng những cái phép liên kết mà các em đã học ấy, phép nối, phép thế, đúng không ạ? Nhá, phép nối, phép thế, phép lập hay là phép đồng nghĩa trái nghĩa, cùng trường liên tưởng. Thì ở đây chúng chị sẽ dùng phép nối, đúng không ạ? Chị sẽ viết tiếp là gì? Bên cạnh đó, đúng không? Bên cạnh đó, lời thơ lại tiếp tục mở ra phẩm chất tiếp theo của người đồng mình. Đó chính là, đấy, đúng không nào? Nhá, đó chính là, và nêu ra cái phẩm chất ấy, sau đó thì đi vào phân tích. Hình dung ra không? Ừ, đấy, đôi khi là chúng mình chỉ kết nối những cái ý nó một cách đơn giản như thế thôi để tránh cho cái đoạn văn của mình đọc lên bị nặng nề quá. Một đoạn văn hay ấy, không phải là câu từ nào nó cũng thật là trau chuốt, chỗ nào cũng phải đánh bóng thật là bóng bẩy lên, thật là cầu kỳ phức tạp lên. Nếu làm như thế thì đoạn văn của mình, bài văn của mình nó lại rất là nặng nề đấy. Chúng mình phải thật tinh tế, khéo léo. Đấy, chỗ thì sẽ viết thật cầu kỳ, nhưng có những chỗ chúng ta viết thật là đơn giản thôi. Thì ở đây chị chọn cái cách đơn giản nhá. Đó là gì? Bên cạnh đó. Đấy, để chuyển ý thôi, đúng không? Dùng phép nối nhá. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là câu thơ sống như sông như suối, lên thác xuống gành không lo cực nhọc, đã đưa bạn đọc trở về với nụ cười lạc quan của người đồng mình. À, ở đây chúng ta thấy là đầu tiên là cách mà nhà văn so sánh, biện pháp so sánh, đúng không ạ? Sống như sông như suối. Cách so sánh như thế này có tác dụng gì? Biện pháp so sánh ở đây có tác dụng gì? Thì chúng ta phải khai thác đặc tính của sông và suối để hiểu được là cách sống như suối là cách sống như thế nào. Sông và suối ở đây là những dòng chảy của tự nhiên, đúng không ạ? Đặc điểm đầu tiên của nó là gì? Là một dòng chảy bất tận, đúng không ạ? Là một dòng chảy bền bỉ, bất tận, cứ mãi luôn luôn như thế. Thứ hai là sông và suối thì theo quy luật của tự nhiên thì mọi dòng sông đều đổ về phía biển, mọi con suối thì đều đổ vào sông, sông rồi lại đổ ra biển. Và dòng chảy đó thì không bao giờ là chảy ngược cả, đúng không ạ? Không bao giờ là chảy ngược từ phía biển rồi lại lên dòng sông rồi lại lên thượng nguồn đâu, mà đều là từ thượng nguồn qua suối, qua sông rồi đổ về phía biển. Thế nên là nói là cái sống như sông như suối phải chăng cũng là để nhấn mạnh một cái cách sống, đúng không ạ? Nhá, cách sống đầy lạc quan, rất là phóng khoáng, tự nhiên. Thuận theo những cái quy luật trong tự nhiên, rất là phóng khoáng của người đồng mình. Ok chưa ạ? Nhá, đấy, có cái tâm hồn hồn nhiên này, trong sáng, mạnh mẽ và phóng khoáng. Đấy, chúng ta thấy đây là cách sống mạnh mẽ, đặc biệt nhá, phóng khoáng. Rồi tiếp tục này, lên thác xuống gành không lo cực nhọc. Chúng ta có thành ngữ lên thác xuống gành. Là để chỉ gì ạ? À, để chỉ những khó khăn, những vất vả, nhọc nhằn. Vất vả, được chưa nào? Thì
Mặc dù giữa khó khăn và vất vả đó thì người đồng mình vẫn giữ một thái độ là không lo, cho thấy rõ sự lạc quan, hồn nhiên, trong sáng. Đúng chưa các bạn? Đấy, ba cái câu này phân tích quá dễ luôn, không có cái gì là khó khăn cả. Thế nhưng mà nếu phân tích như thế các bạn vẫn chưa cảm thấy ưng ý, vẫn muốn phân tích sâu hơn, thì chúng mình lại tiếp tục đánh giá về mặt nghệ thuật nhá. Nào, mở rộng ở đây, cái ý này là ý mở rộng, tức nghĩa là các bạn có thể ghi nhớ hoặc là không. Ừ, nhưng mà cái ý mở rộng này rất là đặc sắc đấy. Chị thấy là chưa có nhiều bạn nêu ra được phần này đâu. Đó là đánh giá về mặt nghệ thuật trong suốt những câu là gì? Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn sống trên đá không chê đá gập ghềnh, sống trong thung không chê thung nghèo đói, sống như sông như suối, lên tháp xuống ghềnh không lo cực nhọc. Các bạn có thấy một cái điểm chung trong những câu thơ đấy là gì không? Các em có thấy một điểm chung về mặt hình thức cấu tạo trong những câu thơ đấy là gì không? Chúng ta thấy ở đây là một chuỗi, đúng không ạ? Cho đến ba câu này thì là một chuỗi những câu thơ có hình thức là vắng chủ ngữ. Các bạn nhận ra điều đấy không? Cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn, rồi là sống trên đá không chê đá gập ghềnh. Ai? Ai sống trên đá không chê đá gập ghềnh? Rồi ai sống trong thung không chê thung nghèo đói? Đấy mới chỉ có vị ngữ thôi mà. Hay là gì nữa? Ai? Ai sống như sông như suối, lên thác xuống ghềnh không lo cực nhọc? Ai? Tác giả không nêu ra ở đây, đúng không ạ? Đó là một chuỗi những cái câu thơ vắng chủ ngữ. Thì đọc những cái câu thơ như thế các em cảm giác như thế nào? Các bạn cảm giác như thế nào với những câu thơ đó? Các em có thấy là cái giọng điệu của nó chắc chắn hơn không? Đúng không? Nó như có một cái sự rắn rỏi ở đây vậy. Đấy, một chuỗi những câu thơ vắng chủ ngữ. Đây, các em nhìn vào đây nhá. Đây này, 6 cái câu này là 6 câu mà không thấy xuất hiện chủ ngữ luôn. Ừ, và đều bắt đầu với chữ sống, với từ sống. Ừ, đó không chỉ là cuộc sống, đó còn là cách sống, là thái độ sống. Và với việc sử dụng những cái câu thơ vắng chủ ngữ bắt đầu bằng từ sống như thế, tác giả đem đến một cái chất giọng đầy chắc chắn, rắn rỏi ở trong những vần thơ này. Ừ, đúng không ạ? Vậy là lời dặn dò của cha, vậy là cái lời chia sẻ của cha ấy, nó không những mềm mại, nó không những là lời tâm tình tha thiết, mà nó còn vô cùng cứng rắn, chắc chắn, đúng không ạ? Mạnh mẽ, đanh thép, để con khắc ghi vào trong tâm thức của mình. Ok không? Đấy, đã bạn nào chúng mình đã từng nêu ra cái đặc sắc về nghệ thuật như thế này trong quá trình phân tích những câu thơ này chưa? Các bạn ơi, cho chị hỏi nhá, đã bao giờ chúng mình đánh giá về mặt nghệ thuật ở trong những câu thơ này chưa? Hay đơn thuần là chúng mình phân tích nội dung thôi? Nào, các bạn đã bao giờ đánh giá về mặt nghệ thuật ở trong những câu thơ này chưa? Có khéo có nhiều bạn là đến bây giờ mới nghe được cái câu là hình thức câu thơ vắng chủ ngữ đấy nhá. Nên là lại ghi lại vào cho chị. Ý này mở ngoặc thôi, tức nghĩa là sao? Tức nghĩa là có thể đưa vào hoặc là không. Nếu như các em muốn nhấn mạnh vào cái ý này, muốn phân tích sâu hơn, kỹ hơn thì chúng mình có thể đưa thêm. Hoặc không thì các em đảm bảo cho chị nội dung cơ bản là ổn nhá. Đấy, chúng mình viết như thế nào ạ? À, chúng mình có thể viết là gì? Cho đến những vần thơ này, Y Phương đã có, hoặc là Y Phương đã đưa vào trong đoạn thơ một chuỗi những câu thơ với hình thức vắng chủ ngữ. Giọng điệu nhờ đó mà trở nên chắc chắn, rắn rỏi, đanh thép, như là cách mà Y Phương khẳng định những sự thật vẫn luôn luôn tồn tại trong đời sống này. Được không ạ? Nhá, như là một cách mà Y Phương tuyên bố khẳng định một cái sự thật vẫn luôn luôn tồn tại trong đời sống này. Sự thật về cuộc sống, về cách sống, về thái độ sống của những con người quê hương. Ok, đấy, đúng rồi đấy, chính xác. Rồi, có nhiều bạn là chưa nghe đến đâu. Thế thì chúng mình có ghi lại không đấy? Nào, và chúng mình đã kịp chụp màn hình chưa các em ơi? Các em tham gia buổi học hôm nay thì nhớ chụp màn hình lại nhá, để chúng mình điểm danh nữa. Có những cái phần quà chờ đợi các bạn, chỉ dành cho những bạn mà chúng mình tham gia đầy đủ trong cả 4 buổi thôi. Nên là cách điểm danh của chúng ta là sẽ chụp lại ảnh màn hình của những buổi học mà các em tham gia với số lượng mắt xem ở góc bên trái màn hình ý.
Đấy, thì mới kiểm chứng được là các bạn đã tham gia buổi học hôm nay. Rồi, đấy là ba câu tiếp theo nhá. Nào, tiếp tục các bạn tập trung vào đây. Chúng ta có hai câu tiếp. Nào, chuyển sang hai câu tiếp. Thế thì chuyển ý như thế nào? Chúng ta có thể chuyển ý bằng phép lặp. Ví dụ như là gì? Người đồng mình có ý chí lớn lao, đúng không ạ? Có sự thủy chung gắn bó với quê hương, có tinh thần mạnh mẽ, lạc quan, phóng khoáng. Và đấy, bắt đầu nêu ra ý tiếp theo. Và, à, một tầm vóc cũng rất lớn lao giữa một cuộc sống, hoặc là giữa một cái vẻ bề ngoài vẫn còn thô sơ da thịt. Chúng ta phân tích hai câu tiếp. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Hai câu thơ này thì chúng mình tiếp tục này, để ý vào cụm từ thô sơ da thịt. Đây là cụm từ cho thấy về một cái vẻ bề ngoài còn nhiều mộc mạc. Đúng không ạ? Đúng không? Thô sơ da thịt ở đây là để chỉ vẻ bề ngoài rất là mộc mạc, đơn sơ thôi. Đó, không có trau chuốt cầu kỳ về vẻ bề ngoài. Thế nhưng, vẻ bề ngoài ấy không có ý nghĩa, đúng không ạ? Không có ý nghĩa trong việc quyết định đời sống tâm hồn của con người đồng mình. Bởi vì chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Thì thứ nhất này, nếu như thô sơ da thịt là để chỉ vẻ bề ngoài, thì chẳng mấy ai nhỏ bé không phải là để chỉ vẻ bề ngoài đâu nhá. Có bạn hiểu là người đồng mình thô sơ da thịt chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con, là hiểu rằng là mặc dù thô sơ da thịt, vẻ bề ngoài mộc mạc đơn sơ, thế nhưng mà rất là cao lớn, cao to vạm vỡ. Bởi vì không nhỏ bé mà, không nhỏ bé tức nghĩa là rất cao to. Đấy, nhưng mà không, chúng mình không được hiểu như thế nhá. Nhỏ bé ở đây không phải là nhỏ bé về vóc dáng, mà nhỏ bé ở đây là để chỉ về tầm vóc được làm nên từ tinh thần ý chí. Đấy, cộng với đó là cái cách nói phủ định. Để làm gì? Để, đây, cách nói phủ định. Cùng với đó là hình ảnh là từ nhỏ bé để chỉ tầm vóc được làm nên từ tinh thần ý chí. Tóm lại, những cái sự kết hợp đó là để khẳng định người đồng mình tuy vẻ ngoài còn mộc mạc đơn sơ, nhưng có tầm vóc lớn lao về ý chí. Về khát vọng sống. Đó, ok chưa nào? Nhá, nhưng có tầm vóc lớn lao về ý chí, về khát vọng sống. Đó, thì đấy chính là về ý nghĩa của hai câu này. Hai câu này thì các bạn có thấy khó hiểu gì không? Chị thấy cũng rất là đơn giản thôi, đúng không? Nhá, chị thấy cũng rất là đơn giản thôi. Thế thì chúng ta có thể liên hệ mở rộng như thế nào trong những vần thơ này đây? Đến đây nếu như chúng ta thấy phân tích, ồ nó ngắn quá, bây giờ em muốn liên hệ mở rộng để đặc sắc hơn, thì các bạn có thể liên hệ mở rộng với những cái vần thơ của các tác giả khác cũng nói về tầm vóc ý chí của con người trong những vần thơ của mình. Cũng có một bài thơ khác mang tên Nói với con, nhưng mà là của tác giả Nguyễn Huy Hoàng. Ở đó có những câu thơ như sau. Nếu vấp ngã, con tự mình đứng dậy. Muốn tập bơi, cứ nhảy xuống giữa dòng. Thà mất cả, cố giữ gìn danh dự. Sống thẳng mình, mặc kệ thế gian cong. Ồ, những lời nhắn nhủ của người cha trong bài thơ đó cũng rất là phù hợp để ta liên hệ với hai câu thơ này, đúng không ạ? Nhá, đó là gì? Là mặc dù người đồng mình, con người quê hương mình, vẻ bề ngoài không được trau chuốt, đúng không ạ? Đó, vẫn còn rất là thô sơ, vẫn còn rất là mộc mạc, đến nỗi là đơn giản luôn ấy. Đấy, nhá, thế nhưng tầm vóc và ý chí khát vọng bên trong thì không bao giờ bị nguôi lạnh cả, không bao giờ là bị dập tắt cả, vẫn luôn luôn mạnh mẽ, và đặc biệt là giữ gìn được cái cốt cách của mình. Đấy, không chấp nhận cúi mình trước khó khăn, và cũng không chấp nhận là cúi mình trước những cái cám dỗ, trước những đổi thay của đời sống xã hội. Thế nên là gì ạ? À, thà mất cả, cố giữ gìn danh dự, sống thẳng mình mặc kệ thế gian cong.
Đấy, chị lại tiếp tục cung cấp cho các bạn một cái dẫn chứng liên hệ mở rộng trong phần này nhá. Hôm trước chị thấy là phân tích không thôi là các em cũng chưa đồng ý đâu, là các bạn muốn là có liên hệ mở rộng nữa, thì đây, hôm nay chị cung cấp thêm cho chúng mình những vần thơ đó nhá. Nào các bạn ghi lại giúp chị, đó là gì? Thà mất cả cố giữ gìn danh dự. Sống thẳng mình, mặc kệ thế gian công. Những vần thơ trong bài thơ Nói với con, nhưng là của tác giả Nguyễn Huy Hoàng. Rồi, ok chưa? Phần này chị chẳng để vào trong tài liệu đâu, thế nên là chỉ có những bạn nào học cùng với chị trong buổi này thì mới nhớ được thôi. Đúng không ạ? Thì mới biết đến thì mới nhớ được thôi. Vậy thì diễn đạt như thế nào? À, chúng ta có thể là phân tích xong rồi chúng mình mới liên hệ mở rộng nhá. Phân tích xong để thấy rằng là trong lời dặn dò của cha, đúng không ạ? Trong lời chia sẻ tâm sự tâm tình của cha đối với con về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình, thì người đồng mình còn hiện lên với tầm vóc và ý chí lớn lao. Dù vẻ bề ngoài còn mộc mạc đơn sơ, thô sơ da thịt, nhưng những tầm vóc được làm nên từ tinh thần ý chí thì vẫn luôn luôn lớn lao và mạnh mẽ, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Hình ảnh người đồng mình chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con, không bao giờ chịu cúi mình trước khó khăn và cũng không bao giờ chịu cúi mình trước những cám dỗ, nhá, trước những điều tệ hại trong đời sống, khiến cho chúng ta liên tưởng. À đúng không ạ? Nhá, khiến cho chúng ta liên tưởng tới tư thế sống thẳng mình trong một lời dặn dò cũng của người cha nói với con. Thà mất cả cố giữ gìn danh dự, sống thẳng mình mặc kệ thế gian công. Có lẽ đối với những lời dặn dò của cha thì cái tâm thế của con người, thì cái tầm vóc tinh thần ý chí của con người luôn luôn là điều quan trọng nhất. Đúng không ạ? Luôn luôn là điều quan trọng nhất. Dẫu cho vẻ bề ngoài ra sao, dẫu cho thế gian ngoài kia đang xoay vần như thế nào, thì điều quan trọng, cái cốt cách bên trong của con phải luôn luôn mạnh mẽ, đúng đắn, cứng cỏi, có giữ gìn được cái danh dự của mình. Được chưa ạ? Đấy nhá, thì đấy là hai câu thơ tiếp theo. Và cuối cùng này, cuối cùng chúng ta có hai câu cuối. Thì phần này chị sẽ dành làm thử thách cho các em trong buổi ngày hôm nay nhá. Đó, thử thách của chúng mình là gì? Đối với hai câu cuối này thì các bạn hãy thứ nhất là viết ra cho chị cái sơ đồ ý chính. Có thể viết giống như chị như thế này này. Đấy, đơn giản như thế thôi. Và thứ hai là có cái phần diễn đạt chi tiết. Bằng tối đa là 5 câu nhé. Đấy, các em không cần là phải mở đoạn trau chuốt hay là kết đoạn như thế nào đâu, mà tự nhiên là chúng mình đi vào phân tích luôn cho chị hai câu này. Đó, chị hai câu này thôi nhá. Và không được chép tài liệu đâu, chúng mình phải ghi nhớ được từ việc xây dựng sơ đồ ý chính này. Sau đó các bạn sẽ diễn đạt những cái ý chính ấy bằng một đoạn văn. Đúng không ạ? Bằng một đoạn văn tối đa là 5 câu thôi, đi vào trực tiếp phân tích luôn. Chị sẽ để ý đến cái phần phân tích của các bạn, chứ các em không cần phải dẫn dắt hay là kết đoạn như thế nào đâu, mà các em cứ tập trung phân tích giúp cho chị cái hai cái câu này là được nhá. Đó, thì hạn nộp của chúng mình, ok chưa ạ? Hạn nộp của chúng mình sẽ là trước 24 giờ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 29 nhỉ? Đúng không ạ? Ngày 29 tháng 3. Đấy, có đúng ngày 29 không nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Ok chưa ạ? Nhá, thử thách của chúng mình ngày hôm nay đấy là các em hãy thiết lập sơ đồ ý chính cho hai câu cuối trong đoạn này. Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Cùng với đấy là các bạn sẽ diễn đạt chi tiết những cái ý chính đó thành một đoạn văn tối đa 5 câu nhá, tối đa 5 câu, và tập trung vào cách phân tích của mình. Đấy, ok chưa? Muốn liên hệ mở rộng thì có thể liên hệ mở rộng luôn, nhưng mà tối đa 5 câu thôi nhá. Các bạn làm ra giấy và chị sẽ đăng một cái bài lên và các em sẽ chụp ảnh lại để nộp bài tại đó. Được không? Đấy, chị xem là chúng mình phân tích những cái câu thơ này như thế nào. Hiểu được đấy, thế nhưng mà diễn đạt cụ thể ra sao lại là một vấn đề đúng không?
Đấy, thế là hôm nay chúng ta đã cùng với nhau tiếp tục hoàn thiện về nội dung của cái đoạn thơ vô cùng trọng tâm trong bài thơ Nói Với Con. Đó chính là đoạn thơ nói về những phẩm chất tốt đẹp của người đồng mình. Ok chưa ạ? Và chị thấy là cái khối lượng kiến thức ngày hôm nay chúng mình ôn tập cùng với nhau khá là lớn đấy. Thế cho chị biết là các em có hiểu bài không nào? Và các bạn có thấy là những cái kiến thức này nó cần thiết, nó bổ ích cho các em không? Hôm qua thì chị có đặt câu hỏi thì chị thấy là có một số bạn nêu ra là có những cái phần kiến thức mà các em chưa chưa từng được biết đến trước đây luôn. Thì thông qua những buổi học như thế này, chị cũng mong sao là các em biết được chi tiết hơn về nội dung của những câu thơ này, có thêm những cái ý tưởng để triển khai trong bài của mình nữa. Thì các bạn có hiểu những cái phần kiến thức đó không nhở? Rồi. Xin chào Lê Hương, xin chào Như. Ok, à em đã có ghi rồi. Các bạn ơi, cho chị biết phản hồi của các bạn trong buổi học ngày hôm nay nhé. Một lúc nữa chị xóa viết, phải đến tầm 10 giờ thì chị mới xóa đấy. Thế nên là các em vẫn có thể xem lại được từ giờ cho đến lúc đấy nhá. Hôm qua thì cũng tầm đến 10 giờ, 10 giờ trưa ấy thì chị mới bắt đầu xóa video thôi. Đó. Thế nên là các em nếu như bạn nào chưa ghi kịp thì các bạn có thể là tua lại chúng mình ghi nhá, chúng mình xem lại. Ok, rồi đó. Thì như các bạn cũng biết đấy, chị mong muốn làm sao mà ở đây các bạn không những được ôn tập kiến thức mà các bạn cũng được trải nghiệm luôn cái cách học của chúng mình ở trong khóa học chạy văn, cái khóa học mà chị đã giới thiệu với các bạn rồi đấy. Đấy, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sẽ không chỉ ôn tập lại kiến thức mà phải cung cấp thêm, là phải có thêm và phải trải nghiệm được cái cách viết hoàn chỉnh là như thế nào. Thế nên mới có thể đạt được cái mục tiêu là mỗi buổi học xong vừa nhớ kiến thức và vừa có được cách diễn đạt luôn. Học đến đâu thì biết đến đấy. Chúng ta sẽ học theo cái cách cuốn chiếu ở trong cái khóa học này, tức nghĩa là học xong đến đâu là dứt điểm xong đến đấy. Học xong một tác phẩm là không chỉ nhớ được kiến thức này mà còn diễn đạt được, có thể viết được một bài văn hoặc là những cái đoạn văn hoàn chỉnh về cái tác phẩm đó. Ok không? Thì chị thấy là cái mục tiêu đấy khá là tham lam đấy. Chị thấy là nó khá là tham lam đấy, thế nhưng mà bắt buộc là phải thực hiện được ở trong cái giai đoạn cuối này thôi. Thế nên bạn nào mà vẫn đang ngồn ngộn cái tinh thần quyết tâm và muốn rằng là tác phẩm nào chúng mình cũng học với những cái sự chi tiết như thế, và đặc biệt là mỗi tác phẩm, mỗi đoạn thơ có những phần nào có thể liên hệ mở rộng được, hướng dẫn các em cái cách viết liên hệ mở rộng luôn. Đó, sản phẩm sau mỗi buổi học là có được những cái phần ý chính thành dàn ý như thế này, ngắn gọn, cô đúc và có cả cái phần diễn đạt chi tiết nữa. Thì các em đừng quên tham khảo về khóa học chạy văn này nhá. Khóa học đang dần đi đến những cái ngày cuối cùng được ưu đãi rất lớn về học phí rồi đấy. Khi chúng mình đăng ký trong tháng 3 thì các bạn sẽ được giảm đến 250.000 tiền học phí luôn. Nên là các em hãy tìm hiểu về khóa học này. Nội dung chi tiết thì chị cũng có để ở một cái đường link trong bài đăng ngày hôm qua rồi đấy. Thì các bạn có thể xem lại nhá, tìm hiểu thật là kỹ. Và nếu như có gì băn khoăn ấy thì các bạn nhắn tin về fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở giúp cho chị. Ok chưa nào? Một khóa học mà có rất rất là nhiều bạn quan tâm. Và những cái tác phẩm sau tin chắc rằng là đi thi thì không chỉ có bài thơ Nói Với Con rồi, những tác phẩm khác nữa và cả phần nghị luận xã hội, phần tiếng Việt đọc hiểu, chị cũng sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn như thế này, là đi từ phương pháp này, đi từ kiến thức này, sau đó thì hướng dẫn luôn cái cách trình bày luôn. Nhá, sau đó hướng dẫn luôn cách trình bày luôn. Ví dụ phần đọc hiểu thì chị hướng dẫn các em cách trình bày đối với những câu hỏi phân tích tác dụng biện pháp tu từ để làm như thế nào luôn luôn có được điểm tối đa ở trong cái câu hỏi đấy. Nhá, thế nên là có rất nhiều những phần kiến thức thú vị, độc đáo nữa đang chờ đợi các bạn ở trong khóa học này. Còn khóa học cấp tốc miễn phí này của chúng ta thì thời lượng lại khá là ngắn ngủi mất rồi. Đó, chỉ có khoảng độ 30-45 phút trong mỗi buổi và chỉ có 4 buổi thôi. Nên là chị rất mong là có thể gặp lại tất cả các bạn ở trong khóa học này. Đấy, khi mà các em đăng ký tham gia khóa học chạy văn nhá. Ok không? Rồi, đó. Thế nên là buổi ngày hôm nay với những kiến thức mà chị đã chia sẻ thì nhớ ghi lại, nhớ lưu lại để phục vụ cho quá trình ôn tập của mình. Còn bây giờ thì chị sẽ tạm thời kết thúc buổi học ngày hôm nay tại đây nhé. Cảm ơn rất nhiều bạn chúng ta đã dậy sớm này, tham gia vào học cùng với chị. Các em nhớ chụp ảnh màn hình lại để điểm danh, để cuối buổi học này, à cuối cuối cái khóa học này, sau khi 4 buổi được diễn ra rồi, các bạn có 4 cái bức ảnh là minh chứng mình đã tham gia đầy đủ. Nhắn tin về cho chị là chúng mình sẽ nhận được quà tài liệu này, đúng không ạ? Và có thể chị sẽ xin thêm những cái ưu đãi cho các em khi mà chúng mình đăng ký các ấn phẩm hoặc là đăng ký khóa học đấy. Đấy, thế nên là các bạn nhớ điểm danh đầy đủ bằng cách đó giúp cho chị nhá. Ok chưa?
Rồi, còn bây giờ thì cũng có rất là nhiều bạn chúng mình bắt đầu phải chuẩn bị đi học rồi. Nhớ thực hiện thử thách giúp cho chị nhá. Thực hiện thử thách cũng là một cách để chúng ta điểm danh nữa đấy. Nhớ thực hiện thử thách và nộp trước 24 giờ ngày hôm nay giúp cho chị. Ok chưa? Rồi, còn bây giờ thì chúng mình chuẩn bị đi học nhá. Chúc các bạn có một ngày học mới thật là hiệu quả, thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và đặc biệt là ngày hôm nay, với sự bắt đầu từ một buổi học văn như thế này, thì chúc cho các em sẽ lại yêu văn nhiều hơn một chút nhá. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các em vào trong buổi học ngày mai. Bye bye!